Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức phiên giải trình về chủ đề công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống thiết chế văn hóa và truyền thanh cơ sở. Bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Quỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lê Văn Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên giải trình. Tại phiên giải trình có 5 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia đặt câu hỏi về 5 nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Riêng đối với hệ thống truyền thanh cơ sở, tất cả đại biểu đều thống nhất với báo cáo giám sát của Ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh không đặt câu hỏi yêu cầu giải trình. Các câu hỏi của đại biểu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành có liên quan giải trình làm rõ. Chủ tọa phiên giải trình ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc nghiên cứu đặt câu hỏi phù hợp sát thực tiễn và sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan có liên quan trong việc cung cấp thông tin, giải trình làm rõ các vấn đề mà đại biểu đã đặt ra với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm. Kết quả phiên giải trình cho thấy thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã có quan tâm tập trung đầu tư nâng cấp, sửa chữa và khai thác sử dụng khá hiệu quả các thiết chế văn hóa và hệ thống truyền thanh cơ sở, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và thông tin của người dân. Theo báo cáo giám sát của Ban văn hóa xã hội, hiện nay toàn tỉnh có 81 xã có trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng đạt chuẩn nông thôn mới, 344 trên 953 ấp khu phố có nhà văn hóa đạt chuẩn 100 chỗ ngồi trở lên, hệ thống truyền thanh cơ sở đã được trang bị nâng cấp, nhiều nơi đã triển khai hệ thống truyền thanh thông minh. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các chính sách để hỗ trợ hoạt động cho các thiết chế văn hóa cơ sở và động viên tinh thần trách nhiệm của đội ngũ làm công tác quản lý trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã, nhà văn hóa thể thao ấp khu phố. Ngoài ra, các sở ngành địa phương đã cập nhật kịp thời các chủ trương quy định mới của bộ ngành trung ương để tham mưu triển khai áp dụng tại địa phương, đồng thời chủ động trao đổi thông tin, phối hợp từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh ở cơ sở. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các thiết chế văn hóa và truyền thanh cơ sở vẫn còn những hạn chế nhất định, như đa số các thiết chế văn hóa xã ấp khu phố hiện có chưa được khai thác sử dụng đúng chức năng theo quy định, việc quản lý bảo quản cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường xung quanh nhà văn hóa ấp chưa được các địa phương quan tâm đúng mức nên mau hư hỏng xuống cấp. Nhiều ấp khu phố chưa có nhà văn hóa hoặc nhà văn hóa tạm không đạt chuẩn nhưng không có quỹ đất, kinh phí để xây dựng hoặc mở rộng, trong khi đó yêu cầu về xây dựng xã nông thôn mới là mỗi ấp phải có nhà văn hóa đạt chuẩn. Các phường, thị trấn đang thực hiện bộ tiêu chí xây dựng phường, thị trấn, đô thị văn minh, nhưng chưa có cơ chế chính sách hỗ trợ về cơ sở vật chất và trang cấp trang thiết bị để thực hiện đạt tiêu chí phường, thị trấn, đô thị văn minh. Hoạt động truyền thanh ở một số nơi hiệu quả chưa cao, chất lượng tin bài chưa tốt. Một vài cơ sở chưa quan tâm đến việc bảo quản các thiết bị truyền thanh đã được trang cấp. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia vào quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa và hệ thống truyền thanh cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống thiết chế văn hóa và truyền thanh cơ sở thời gian tới, bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan có liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung sau. Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh, rà soát lại quy hoạch của tỉnh, tích hợp quyết định 2164 của Chính phủ về quy hoạch tổng thể hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở cho tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mục tiêu đề ra trong quy hoạch. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các địa phương chủ động linh hoạt trong quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất, bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở. Chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố rà soát lại tất cả các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành liên quan đến chính sách kinh phí hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Qua rà soát, nếu xét thấy cần thiết thì đề xuất Hội đồng Nhân dân điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Đối với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, hướng dẫn các địa phương quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu sự cần thiết và khả năng cân đối ngân sách để đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định việc ban hành chính sách hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng sửa chữa cho các ấp khu phố chưa có nhà văn hóa hoặc nhà văn hóa chưa đạt chuẩn và hỗ trợ kinh phí trang cấp thiết bị thông tin văn nghệ cho các phường thị trấn và các ấp khu phố thuộc phường thị trấn. Bởi hiện nay các xã được hỗ trợ trang cấp thiết bị theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các phường thị trấn thì không được hỗ trợ. Phối hợp với các địa phương theo dõi kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chế độ chính sách trên lĩnh vực văn hóa,
qua đó kịp thời phản ảnh kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp. Đối với Sở Thông tin Truyền thông, hàng năm kịp thời thông tin cho các địa phương các nguồn ngân sách hỗ trợ cho hoạt động của truyền thanh cơ sở để các địa phương có sự chủ động chuẩn bị và triển khai thực hiện đúng quy định. Qua phiên giải trình, bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban nhân tỉnh và người đứng đầu các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan quyết tâm hơn nữa trong việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đã cam kết tại phiên giải trình, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri được biết. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân tỉnh giám sát việc thực hiện các giải pháp đã đề ra tại phiên giải trình để từng lúc thông tin kết quả với cử tri, đồng thời kêu gọi cử tri địa phương đồng thuận với chủ trương của tỉnh, cùng thực hiện giám sát, thông tin kịp thời đến đại biểu Hội đồng nhân tỉnh về tình hình kết quả thực hiện các cam kết của Ủy ban nhân tỉnh, thủ trưởng các sở ngành tỉnh tại phiên giải trình.